Thôi rồi, không lấy hôm nay mình đi sinh tồn đi. Nay nước cạn rồi kìa. Ok, nay mình làm gì? Chịu không? Rồi ok, nay anh em mình sẽ sinh tồn tại ngoài ruộng này nha mọi người. Thì bây giờ thì sao? Đi rồi, đi rồi. Chiều tới mọi người. Dạ, anh em mình xuống nha mọi người. Có cá không? Nhưng mà có hang không á? Đừng lên luôn nè. Ăn cua hay gì nè? Hết sảy. Ê, hết cá, sảy. Dính con à. Cá hả? Cái gì? cá trắng. Hai con bắt được con nè. Bắt cua luôn các bạn. Bắt cua luôn. Cua. Có hang cua luôn. Thấy rồi. Ăn cá không? Thấy. Cá cho tôi nè. Ăn cá cho tôi. Giờ tao mới cái gì mà. Dính con đó nè. Gì cha? Cá phi con. Trời ơi, giống như con mọi người. Nằm trong mấy bờ đó. Ơi. Con cá mọi người ơi. Cái gì? Cá sạc. Cá sạc. Vô hàng. Ui dạ. Ơi. Ừ, nó chạy luôn. Cá sạc nhỏ. Ơi, kiếm đi, kiếm gì kéo đi. Dữ lắm rồi, đừng ơi. Trời ơi, quá cá bự. Kiếm gì kéo đi không được đâu. Một cá. Rồi, cháu yêu rồi. Quá im. À im. Ôi mày đục mới mọi người ơi, đừng có sạc nữa. Ủa mày cái hay gì vậy? Cái sạc bỏ mày. Nó chui phình á. Định đi cái sạc bỏ định. Định. Cá rồi. Trường định. Cái sạc bỏ đi. Thôi tao cầm ra áo luôn đi. Cá cái đống rác thì bay. Nè bay. Nặng như vậy cái đống luôn nè. Nặng con béo à. Thôi. Thôi. Ê lấy nó một hiểm bỏ vô đây. Ê đừng có định. Rồi đi. Cá phi. Biết rồi, biết rồi, xưa rồi Bin ơi. Gì? Hồi xưa, hồi xưa. À, đâu. Ngã hồi xưa quá trời bự rồi. Trời ơi. Xưa ấy hả? Này, đâu giá chắc được 50 ngàn à. Ừ, có rồi đây. Ơi. Đâu? Ủa, đâu con Bin nó kêu ngồi rồi. Để rồi. Cầm ảnh nó sợ chết. Đây nè, cá nè. Ôi, vậy là con cá đâu khi ngồi. Cô Đinh ơi. Đinh, bà. Đúng con rồi anh ơi. Đâu. Đi ơi. Ôi lên luôn cá. Quỳ lên luôn. Quỳ chân lùi. Cao quỳ á. Con có phải con gì chân lùi rồi nó dài dài. Con này con gì? Ngắn hả? Biết cái con gì chân lùi. Ê bò coi. Mấy cá hả? Cái cá luôn nè. Cá để đó là hơi lẫm nha. Con rồi anh ơi. Đâu. Dạ, đau quá. Ôi, đây còn có Bin nữa. Bin ghê không trời. Trên. Nãy giờ Bin gánh tim mọi người. Con rồi đây. Không. Hai con luôn. Lên hai con cá nữa mọi người. Bin nhỏ nhỏ. Bin nó giỏi dữ trời. Trời. Chết rồi, đừng con rồi đây. Ờ Bin đừng con nữa. Trời ơi. Liên tục luôn. Bắt đi Bin. Nó nằm đi xịn á. Bin bắt quá kinh rồi. Bin đi nè, nó chuối xịn lự luôn. Nãy giờ nó chuối á. Bự lắm đấy. Gì? Mạnh như siêu nhân vậy. Đây, qua đây, qua đây. Đi được cà phê nha bạn. Đi qua mày á. Ê, rồi. Dính rồi, dính rồi. Ơi. Đâu, bên. Quá đẳng cấp. Rồi. Sao. Ê, mình bắt đây đâm vô lưới á. Nhưng không, thì nó nhiều không bắt nữa. Ai lùi ai lát cái vô lưới vô em dạ. Dạ lên thêm anh. Tìm cái nhóc kìa. Cá. Quần nước đại cho rụt rụt đi nó chuối rồi lịch. Nè đây con này chứ. Cá nữa hả? Bị lên cá hoài ta. Nay đi nay đi với Bin hên dữ hả? Ừ. Trời gì? À nhỏ xíu rồi. Bắt nhỏ luôn không? Bắt nhỏ luôn lên. Để nó bắt mày hoài nãy giờ thả mấy con rồi. Xíu mà ăn cái gì? Cái quá nè. Cá bự lắm á. Xích kia. Cá bự lắm á. Ngồi sao chẳng kịp. Ngồi xuống luôn, ngồi xuống luôn. Lùa lên, lùa lên. Cái tay bánh hén nha, chú vô gì? Nè. Chú vô hả? Mới xảy nè. Ê, đi tao. Lùa lên. Để nè, bự cho bá luôn. Lùa lên. Ừ. Đánh hét cái giò nó chuối á. Có chuyện cái gì anh bờ. Ê, đây. Ê, bỏ con chậu qua, chậu qua đó nữa đó. Chậu qua đó nữa đó. Con gì á? Ừ. Ây da, nó tông tao. Dính không? Kè, lên mới cầm cá kìa. Ê con bự, còn. Còn đỉnh. Ê!
ơi 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 lịnh vợ ơi chỗ chân của Hải ai cái chân bốc chân Hải chân bốc lộn gì vậy nó chuối sao mới đụng nó vậy đi nè lịnh dính cái gì vậy con bự mà con ngồi xuống con im con bự á cá đã không ừ dùng bờ đi cầm nổi dùng con bờ đi Hải con bự mà bay định gì bay ơi kìa 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 ơi chạy lên được chưa quậy chi thôi thấy mà thấy cá mà ơi chạy nó mày đó hả cá bự quan ơi bắt cái hang cua rồi không ơi men ừ nó kẹp tao chảy máu rồi chạy đâu rồi chạy chảy này nợ máu phải trả bằng máu nợ máu phải trả bằng cước các bạn ơi 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 mày chú chạy chú này chú trước chặn đường trên mé bò nè chạy qua cái này đó nó đi ngang ngước tích cực giờ mình giờ con bên với con định lên lưới, lưới kéo các bạn quá trời cá luôn em theo rồi mẹ mày cái chân của tao đây nè em chưa gì chơi anh em mình xuống quá cá nó bự hơn cái mày nhiều nó xin một đa mày đa mày đây nữa nè cái gì đây nữa nè tụi nó mọi cái quái gì tao tưởng là cái cạn cái sông biển xanh kìa nó dúi kìa nó dúi kìa nè rồi trời ơi con gỗ xưa gỗ gì lên mẹ ơi mày kéo lên thôi cầm lên thôi ok rồi giờ anh em đang tán nước đùa lên trên này luôn rồi đang đặt đúa luôn rồi ơ đừng tát mình nó tao cái dưới nước á mày tát cái trong mấy bầu rồi em chí thì nha anh em đang rất là cực liệt để tát nước nha mọi người trời ơi nghe tạ bay xuống nè thôi kéo lên nè thôi thêm trận nữa trời ơi rồi dở lên 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 trời ơi cá nè ủa cá lồng tông cá lồng tông luôn rồi ồ vô quá trời ơi có cá lóc cái gì á đồ đăng kia đi đồ đăng kia đi trời ơi hấp cho mẹ có cá lồng tông mà đây cá bự nè pin đang háo lưới ra mọi người coi có cá mọi người hay cũng có cá lồng tông không mọi người này mà nãy mình đem heo cơm ha cần đã luôn à ô có cá chạch kìa ừ, cá lồng tông quê có cá chạch luôn rồi ô nó chân chùi cá này mà còn khô mà hiên tô cơm nắng nữa đúng bài luôn nó sảy Nam ngồi nãy giờ anh em bắt được nhiêu đây cá nào người? Bắt cá lồng tông không? Mày đi cái gì bắt cá lồng tông? Bắt cá lồng tông ơi. Phi Đình ơi, Phi Đình ơi. Ơi. Cá định được con à, thấy được. Rồi, cá hơi bự mà ba. Cá hơi bự nè. Ôi. Rồi, lớn cá luôn rồi. Đến. Cá hơi bự nè. Quay cá. Đừng chơi trọi đây. Mày nói cá lồng tông ăn không được con. Mày xí nhục cá lồng tông. Dạ. Tem cá lồng tông đây chính là tem cá lồng tông. Hỏi với người cá lồng tông. Ê từ 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 nhìn nhìn cháu ơi. Thôi tôi lại bài hết tọt thằng Chí. Vô. Bơi. Rồi bay, giờ mình quần đường máy này cũng xong rồi, giờ mình đi qua đường máy bên kia đi bay. Đi bay. Ok. Rồi cái lồng cá đâu? Cửa cái áo mày đó. À, anh Tường đang xuống hồ hang này nha mọi người, nghe là kể của anh Lê Cubin là một con rắn. Móc tay không luôn. Tường đang ra chơi liệu mọi người. Thêm bên đây. Thêm bên đây nè ba. Cái gì? Cua chè hả đi. Ủa lên, đi ngồi nướng ăn. Cua ngon nè. Ủa không đi đâu rồi, thiệt. Cái nhật à, đụng ba. Trời ơi, bên đây con cua nè. Ba ơi, Lê Cubin lạ cổng quá. Tao đụng ba ngón tay luôn mà tao cầm như nè cái mày đụng con cua cá chạch nè cua ba cua rồi như tao không biết cua vậy hả đang rất là cãi lộn kịch liệt không rồi ơi cá chạch thiệt nè ghê với mày
Đi. Dạ không? Không, cái lóc cái gì á? Ê, từ từ cắn cái hang lại, cắn cái hang lại. Thêm con cua nữa. Trời. Dục ơi, lại. Cua cắn cái hang lại em ơi. Không có được. Nó bị cái nó thấy cái chặt không? Thấy cái đầu nó không? Chặt đầu luôn. Mày thấy nó không? Nó chân chùi rồi, chân con cá lóc rồi. Phải nó không? Cá lóc không chân rồi. Phải, đúng rồi, con cá lóc. Gì? Được không? Cá lóc. Được không? Cầm được được. Đây tao bắt cho. Chưa họ tay vô cầm được được. Phải phải ngón tay á, để hắn vô đụng xuống cái đuôi á. Đi. Ơi. Có thiệt. Sao nó mày ơi. Ơi. Bắt chung cái gì nữa. Ơi, con cua. Cua này ẩu quá nha. Đi vô mày. Dạ. Dạ. Cái chui à? Cái gì? Cái gì? Lên. Cá lóc các bạn ơi. Lên cá gì? Cá lóc à? Ồ, lên cá lóc luôn rồi. Ồ, cá lóc. Yeah, heo lời kể cái lóc ông người heo lời kể của anh Tường là ngắn chung. Ok ngắn chung hey Vin Vin thì nói cá chạch ra heo lời kể của anh Trường là ngắn chung, còn heo lời kể của anh Vin là con cá chạch móc ra con, dạ, con rắn và dạ, móc ra con cá lóc rồi vẫn thắng rồi vẫn thắng. Con cua nó nằm nè Bên. Quá là biết con cua luôn. Bắt ra tao không biết quá. Để bắt ra. Bắt đi Bên. Lượm em. Phát một. Phát một quá. Ui. Cá chạy mà. Ôi, cá phi. Cá phi, cá phi. Để chút nữa lượm cá phi, cá phi mà lớn gì. Cái cam tôi đang quay. Cô đâu rồi? Tại vì đang đùa giỡn với con cua. Cái này bắt cua mà mấy năm nay. Ôi mà chết. Rồi bị cua kèm những mấy năm nay. Tao người hắn cua kèm mà. Lấy cái cây chọc cho nó qua bên đây ơi. Đi lớp. Đúng. Vậy lấy tay cho nó kẹp Bin. Đùa giỡn tình cảm. Cái gì vậy? Cua không đợi ơi. Rồi, ăn cua không rồi. Ăn cua em ơi, cua sữa. Anh em ơi, bắt ốc cua ăn đi. Nó chân bị lột mà nè, nó mềm xèo à. Mềm ốc lắm rồi. Đấy không? Đã. Đi. Mềm xèo. Nói đầu đứng cá đâu? Đấy. Ok em ơi, giờ anh em sẽ xuống đường máy đằng kia em ơi. Rồi con cá đồ nè, cái đồ nè. À cái chó ok ơi. Ồ cá rồi. Được thấy, được thấy. Cái này cái mà. Có mấy con cá nè, nè vớt lên nè. Mất tiêu rồi, chú hết trơn rồi. Chú Phi rồi. Nè đi nữa nè. Trong đây cá lóc nè biết. Đây cá lóc đây. Chốt. Được không? Tao thấy nó chân chùi vậy. Cá lóc cá lóc cá lóc. Hang ủy chen cá chốt vậy. Quân cá chốt cái này. Đâu hang đó hả? Để con cá chốt vô á. Cái này hả? Ừ, trong đó đó. Rồi cái này quăng đi Toàn. Mẹ ơi trời, đây bắt cá kìa. Ôi ngồi. Ôi đút. Có một con nhỏ nè ngồi, con nhỏ nhìn nè ngồi cá nè. Cứ chốt kìa Bin ơi, tông với bụng ơi. Sao? Nè. Có bị gì không ngồi. Nè, chạy không ngồi. Ủa chạy bự. Chớn bè, chớn bè, chừng bị chớn bè. Bị lỗ cái chẳng sao, không sao. Cái này sẽ bắt được, cái này sẽ bắt được. Lên. Cái đó không? Cái đó không? Cái đó không? Trời ơi, chịch lóc nè ơi. Ủa, bự kìa, nó uống kìa. Ủa, Bin nữa rồi. Đâu, chịch lóc. Mà cái này không là hết chịch bự. Bắt cái chạy lên cho người coi rồi. Từ nay đi heo cho anh em chung mọi người nha. Ở đây con nè mày. Đây như mọi người. Đây mọi người. Cái chạy mọi người. Thôi, bự luôn. Lắm cá rồi. Hết sảy. Bắt con cua nào. Vậy. Nó đang bắt cua nha. Tao nói cho kèm lại, sợ rồi. Gì anh mộng chết rồi. Đại đi có đâu. Không cô làm kinh. Trời ơi trời. Sắc mặt Vậy đây sao mà ăn nổi. Bên Bên nặng luôn. Không. Trời ơi. Nó không. Quả dữ. Cô bự lắm Bin ơi. Đây bắt ra quay đi. Rồi nha nè. Cua gì vậy? Dũng Dũng mở Dũng ơi. Đây mặn bắt được con cua nha các bạn. Dạ. Ôi đây gửi cô mọi người coi nè. Mày nhìn nhìn vô kìa. Nhìn vô kìa. Quá lạ. Ăn cua không? Ai? Rồi mày vô kẹp kìa mọi người. Vậy cua anh Tường. Vậy cua anh Tường. Ờ sướng rồi, sướng rồi. Phê phê. Ôi mà đánh. Không, để cho gần kẹp mấy con cua đó. Để nó xuống đất, để nó xuống đất. Cua nè. Để nó xuống đất. Bẻ cái kẹn giùm coi. Để nó xuống đất. Để xuống đất. Mày để nó xuống. Đó, từ từ nó bò chạy ra. Nó kẹp
bỏ nó xuống đi, đừng có giả lên. Đấu đá nhau đi. Đó. Đấu đá đi. Vô. Phê em được, phê em được. Bắt lại mày. Ờ con cua nó bự nữa bạn. Ồ con cua bự nè trời. Nè đây con cua này cũng bự nữa nè. Cua này bự hơn cua này á. Cua này solo 1-1 được à. Ôi, mẹ mày. Ui. Ê chị. Này này chơi kỳ quá nha. Đi lên của tao, bơi hoài. Lên mẹ mày. Đổ vô cá mình đưa ra. Đây đổ đổ cá được ha. Đổ cá được kìa. Ngoài. Phải xem không rửa cá rồi ta đi rửa cá rồi thấy. Cái thấy họ rửa đâu rửa xong chứ. Đổ lại tới gần, đổ vô lại hết đi. Má nhà sáng tạo Việt Nam là đây chứ đâu anh em. Rồi giờ mình lựa ra cá nào mình ăn mình giật cũng xong thả đi. Thấy giật nó rồi. Nó hiểm sinh tồn. Mà cá bi vài lựa cá rồi nãy giờ mình bắt được cá bi chết rồi. Tao cái cá rồi. Cá bi bắt ngon đi. Cá bi con bỏ đi. Ừ, ừ mùi hôm quyến rũ. Ê cua. Em lựa ra. Anh làm gì đấy đi thả cá của tôi à? Phải. Mày mày đi lên. Người đông đất kìa. Không hòa. Cá bự dưới bên. Bình đang với như Cường đang thả cá người. Cá bự dưới à? Chỉ là một vụ mà. Cá bự mà anh em. Anh em đang rửa cá người. Đến từng con rửa từng con sạch luôn. Thôi vậy sơ sơ rồi. Tới ngày mai là phải dọn dẹp. Nè, ơi, tao cứ làm cái bộ trắng nè. Đây, Tuần. Rồi, đúng rồi Tuần. Cái nấu nào? Tuần cua. Cái cua hình công cái trắng rồi. Rồi, cái này được rồi. Nó đổi lạ. Thật rồi đó. Nhìn này cá luôn rồi. Rồi, bỏ vô cái Tuần đi vậy. Dạ, lựa bắt ra rồi đi kiếm củi đốt rồi nướng nha mọi người. Bà đây coi là bay. Cá đưa bay con sống chết rồi giờ tự nhiên hồi sinh nó được nè. Ok mọi người, giờ bên xuống lấy củi để mình nướng nha mọi người. Rồi giờ anh em mình nướng cá nha mọi người. Lên lửa. Hết sảy ẩm thực. Từ từ, từ từ. Quan trọng đốt có được hay không đây nè. Lên rồi. Lên rồi các bạn ơi. Đốt đây nữa là hết. Không được, không được, chưa. Cái này lá này nó còn hơi khô. Nó lộn nó còn hơi. Nhìn. Con cá rô nó chuồn đi kìa. Rồi cháy các bạn. Cháy một. Rồi cháy một miếng. Cháy được chứ nè. Rồi tắt. Rồi cháy rồi cháy. Lụm rồi đó. Để phòng hộ cho việc. Cô đang dùng vậy. Nhanh lên. Bụng cây trái hơi đỉnh luôn rồi mà ơi. Nè. Trái rồi. Ok. Cụ đem vô đây là quá đã ha. Không đủ rồi. Ok mọi người, thì bây giờ cá của anh em mình đã nướng xong rồi thì bây giờ anh em sẽ bắt đầu ăn nha. Với anh em mình mới được món được mới vô đó nha mọi người. Rồi, bắt đầu anh em mình ăn đi. Mời các bạn ăn nha. Dạ. Mời bạn nha. Mời các bạn ăn nha. Ừ, không khô. Không. Cá khô à? Nóng. Mời bạn đi Tường. Dũng lắm rồi. Mời các bạn. Sao ngon không? Ăn gì giòn dữ vậy? Ngọt lắm. Ăn cua. Gì vậy? Mời bạn ăn nha. Ngon lắm. Ui ngon thiệt ơi. Ngọt ngọt mà. Trời ơi dính hết thịt luôn rồi. Ui nó ngon cấp rồi. Ui tụi bay không lột cho ăn. Ngọt ăn cá chạch. Mấy các bạn nha. Thờ cái chạch thấm nhăn luôn. Mấy các bạn nha. Chín rồi. Ngon lắm này. Tay nghệ tôi nướng rồi. Khô cá luôn. Ừ nó mới muốn ăn. Đỏ mới ngó vậy chứ. Cái gì? Tao với anh Tường nhắm. Bữa nay ăn ngon hơn bữa. Cá nướng bóng đêm. Nhưng mà bên trong nó trắng xác mày. Rồi cá phi vào kia đi. Cái này mày đi. Cái gù nói tao đón chừng mày. Tao biết. Đi về xuống vàng nóng kim phi. Mời bạn ăn nha. Ừ. Cá phi ngọt lắm bạn. Ừ. Cá phi ngọt ngay đúng không? Ừ. Ngọt mà mặn muốn. Bể mặt rồi, chết bà chưa? Thơm kìa.
Con tôm. Con ăn cơm rồi, cơm này ngon lắm. Cơm này rất ngon. Sao nói chuyện mẹ nó vậy hả? Mẹ nói chuyện gì đó. Ông hàng bút bỏ. Mẹ hỏi ăn cơm rồi chưa hả? Có gì kể không bay, vừa kể nhà ăn đi bay. Hai kể đi hai. Không sao, bị mờ Vinh không? Không rồi, nhân phẩm đỉnh quá. Mém tập, mém tập rồi. Vừa nhắc mà Vinh anh Từ sẽ nhìn qua. Mẹ Tường ơi hả? Mẹ anh ấy không, mẹ anh ấy không lên mày. Không đi, không đi luôn. Mẹ anh ấy từ chối đi và anh Tường sẽ tới tiết hẹn, Tường sẽ lên trên kia ngồi. Lên trên kia rồi. Bỏ hay nói gì? Tường sẽ sinh tồn. Sinh tồn cùng Thùy Bình. Bình hiện quá mày. Hiền rất là. Hiền dữ lắm. Tới chuyện mới thấy. Tới chuyện mới thấy nè. Tới chuyện. Nhưng mà thầy Bình người bên người tốt mà. Người đúng hay mấy Bình? Có đồ nó nhấp ra rồi vậy. Má nhà này nước mà. Ừ. Ừ, khô quá mẹ ơi. Đập dưa đi. Chưa đợi hết cá đi. Khô quá thì khô rồi. Đây là cậu cháu cho mày nè. Nghe, nghe người ta nhìn mình kiểu má mày này khủng như vậy. Như vậy không? Đập nha. À, đập đi. Đập nháo không rồi. Ờ chết ăn nữa mặt rồi. Trời ơi. Ồ đây mới là chân ngán nè. Chấm chiếu. Thôi bạn ăn nha. Ăn rồi mới mời. Tới cứ làm tới làm chuyện chứ. Cuộc sống mà. Cuộc sống mà. Trời ơi các bạn coi nè các bạn ơi. Trời ơi con cá mà nó trắng cỡ này nè. Ơi. Bảo. Ừ. Ăn bỏ đi đây vẫn còn ăn mày. Ừ. Ăn bỏ đi đây ăn mày. Mà vừa này là của tao. Ăn không? Mày mốt rồi hai. Ừ. Mốt. Em về hai. Nãy giờ. Các bạn nha. Miếng hai quên nãy chứ miếng nãy quên mày. Đúng nè. Cái muối luôn hả? Cái gì vậy? Ừ. Cái này không bằng mấy hai chứ không bảy bốn rồi. Cái này nó như là nó mềm rồi. Hết ngon rồi. Gần đai đúng không? Mềm mà chừng hư á. Gần hư ăn được. Ăn được, ăn được. Sao nướng cá phần đuôi nó giòn dữ bay. Giòn đúng mà. Đại đuôi đó thịt á. Mày ngon. Ăn gì về ăn đi, tao ăn này rồi. Nước miếng nè. À. Anh em mình chơi liều ăn ngồi ngay mấy đường luôn rồi. Đạt luôn. Cái gì ngồi trên ta lại nó quánh sao không? Ngon mà. Dí chạy. Mở luôn, lấy dưa chọi. Dạ. Con ra luôn. Dạ, nó hiểu á. Này, chỉ không đi uổng mà ngồi với Điền nữa. Ừ. Này Lộc đủ ăn. Rồi, ngủ rồi á, chơi đi. Này Lộc ăn không mọi người. Làm miếng dưa. Nó sảy. Cái này cái gì mà lạ bay. Mày cái gì mà ấm quá. Bể vô được khổ vậy. Vậy. Mà nó dai nhất nè. Giờ anh em mình sẽ tiếp tục ăn em rồi. Thì video nãy giờ cũng khá là dài. Bây giờ anh em mình đi về còn học bài nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy vui cho một like, một share, cùng nói kênh còn gì. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye bye. Bye, bye.